Hiện tại Hiệp đang đứng ở đường Ngô Đức Tốn thuộc Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Và từ vị trí này về đến bãi biển công cộng Đồi Dương chỉ có 5 km thôi. Để chia sẻ cho anh chị một cái lô đất được đánh giá rất đẹp anh chị. Hello, xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Thì trong cái video ngày hôm nay, Hiệp sẽ chia sẻ với anh chị một cái mảnh đất nó rất là đẹp. Nó đẹp về vị trí nè, đẹp về giá và cả về chủng loại đất nữa anh chị. Và đây là Hiệp đang ở đường Ngô Đức Tốn thuộc Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Cái con đường này có rất là nhiều cái biệt thự kiểu như này. Đó, rất là nhiều cái biệt thự kiểu như này. Ở trên cứ một vài trăm mét sẽ có một cái biệt thự vườn rất là đẹp. Và hôm nay Hiệp chia sẻ cho anh chị một cái mảnh đất có thể làm biệt thự, có thể làm sân vườn và cũng có thể đầu tư một cách dễ dàng. Vị trí này nó thuộc thành phố Phan Thiết. Thuộc thành phố Phan Thiết nha anh chị. Và từ đây đi ra ngoài biển rất là gần anh chị. 5 km thôi, cho nên là mình đi kiểu gì cũng được, rất là dễ. Và cái miếng đất Hiệp muốn chia sẻ cho anh chị, nó có cái giá cũng rất là tốt luôn anh chị. Chắc không còn cái miếng nào có được cái giá như thế này đâu. Và nó sẽ cách đường Ngô Đức Tốn này chỉ có 50m thôi. Rồi bây giờ Hiệp đang rẽ vào trong cái mảnh đất để cho anh chị có thể là tưởng tượng được là xung quanh cái mảnh đất mình nó có cái gì. Ở bên này là kênh nước nha anh chị. Đây là kênh nước. Rồi ở bên kia anh chị sẽ thấy là có tường rào nè, có các cái nhà lưới nè. Thì đây gọi là khu thực nghiệm. Khu thực nghiệm anh chị ạ. Khu thực nghiệm này của nhà nước á. Và cái đường này gọi là đường bờ kênh. Hiện tại thì cái đường này là cái đường đá, đường sỏi thôi. Nhưng mà ở đây cũng sẽ có những cái nhà vườn đẹp, dễ thương và mát lắm anh chị. Đây nè, quan trọng là cái đất nó rộng đó. Mình làm cái nhà vườn tùy vào điều kiện, kiểu nào nó cũng đẹp. Rồi, ở bên kia cũng có cái nhà vườn kiểu mái thái rất là to. Có thể là lát nữa Hiệp sẽ đi gần hơn để cho anh chị xem. Và chỗ này là khu dân cư nhé. Điện nước là ok. Ok anh chị ha. Nhưng có một cái điều là cái miếng đất này nè, nó đang là cái đường này là đường sỏi, đường đá. Đường sỏi là đường đá anh chị ha. Thì nó chưa có được đẹp thôi. Nhưng mà đương nhiên rồi, cái giá này là bán cái giá đường sỏi, đường đá cũng rẻ nha. Chứ còn nếu nó vô nữa thì nó dữ lắm. Nó nhiều tiền. Thứ hai nữa là cái đường mình đi thì tầm cỡ ô tô đi rất là thoải mái, rất thoải mái luôn, cực kỳ thoải mái. Nhưng mà cái lộ giới nó vô đến cái móc này lần này anh chị nè. Đây nè, đó. Tức là cái đất nó sẽ cách cái mặt đường khá là xa. 4 mét mấy, 5 mét. Nghĩa là nếu mà mình làm ra hết là trước nhà rất là rộng chứ không phải nó nhỏ xíu đâu ha. Từ đây nè đi ra đây nè, ra đến đây. Ra đến cái đường. Nhưng mà nếu cái đường này làm bê tông, mấy bà con ở khúc này làm bê tông cái nó khác hẳn á. Rồi, cái mảnh đất sẽ tính từ cái bờ này trở qua. Cái đầu tiên là cái khuôn đất, anh chị nhìn thấy khuôn đất nó phẳng phiu, nó sạch sẽ, nó rộng và nó rất là vuông anh chị ạ. Nó vuông, vuông kinh khủng. Nó vuông lắm nhé. Rồi, khu này khu dân cư cho nên là đây là mấy cái nhà này quay mặt ra đường Ngô Đức Tốn nè anh chị nè, đó. Mấy nhà này là quay mặt ra Ngô Đức Tốn hết. Chỉ có hai cái mảnh đất to này là chưa có người ở, nhìn nó hơi trống một xíu. Còn bên kia là nhà. Đây là khu dân cư mà. Thứ hai nữa là ở phía sau nhà mình á. Phía sau nhà mình cũng có một cái nhà đẹp, đẹp lắm anh chị. Và họ sẽ quay mặt ra nhà kia. Ví dụ như cái nhà cấp 4 anh chị nhìn thấy kìa, nó sẽ quay ra, ở đó nó có một cái con đường. Con đường đó thông ra con đường đi ra tầm cỡ 200m thôi. Nó sẽ thông ra con đường nhựa nha anh chị. Đó, con đường nhựa thông đó gọi là đường Đặng Văn Lãnh. Và ở đây nó còn có 3 cái lô đất thôi, khá là to. Rồi cái khuôn đất này thì đó, nó có bờ, có ranh hết rồi. Mà ranh ở đây là ranh bờ thôi. Nhưng mà nó khá là rõ ràng anh chị. Đó.
Nói chung là cái khuôn đất thì đẹp, vị trí thì rất là tốt. Thì sẽ chia sẻ giá cho anh chị sẽ thấy là nếu anh chị nào hiểu khu vực Phong Nẫm sẽ thấy cái giá nó rất là bất ngờ anh chị ạ. Và Phong Nẫm là một cái nơi mà nhiều người thích về làm nhà vườn. Nếu không muốn đi xa, muốn nó thuộc thành phố Phan Thiết, muốn đi tắm biển chỉ đâu đó khoảng 7 phút đến 10 phút đổ lại, mình đi thông gia thông dong á anh chị, có mấy cây số thôi, thì đây là cái mảnh đất nó rất là phù hợp. Thực ra ở trước đất nó có cái con mương, theo cái hình ở trong sổ thì sẽ có con mương, nhưng mà ở đây con mương này cũng được lắp luôn rồi cho mình, nó chỉ còn cái mấu, cái lỗ thấp ở đây thôi nè, chứ còn nó cũng đã được lắp luôn cho mình rồi. Ở đó một cái điều thuận lợi, anh chị sẽ không có tốn cái chi phí để làm những cái lối băng qua băng lại. Và trước đất nó khá là sâu anh chị nha, trước đất nó dài lắm, từ đây nè, từ cái mép này nè, anh chị nhìn thấy nè, người ta còn rào ra ngoài chứ còn mình không có rào ra ngoài, sâu vô đến trong nó mới đến cái miếng đất. Tuy nhiên cái miếng đất này nó có một cái điều Hiệp cũng chia sẻ với anh chị là cái mặt tiền rộng, đường đi vô là mười mấy mét anh chị, từ cái cột này nè đi qua đến cái bờ gạch tắp lô bên kia rộng mười mấy mét á, chưa đo được chính xác. Rồi còn cái phần thanh long này là của người ta nha anh chị, phần thanh long là của người ta. Rồi cái đất nó ôm qua đây một xíu, rồi nó theo cái đường bờ ranh, ở sau nó cũng có bờ ranh giáp với người ta, và cuối cùng chỗ mấy cây dừa nó có cái ao còn giáp với lại cái nhà. Cái nhà này ngày xưa người ta làm để làm vườn thanh long rồi các kiểu, người ta đựng vật tư hoặc là để người ta dùng sơ sơ trong cái lúc đi làm. Thì bây giờ thanh long làm không ấy nữa, cây cối nó lên tùm, nhà ở xung quanh nhiều quá thanh long trồng không được. Thanh long phải cần cái sự thoáng và cái mức độ nắng nó cao, thì cái khu này bây giờ nó không ấy nữa, người ta bỏ cái nhà này rồi. Nó có cái móc rất là rõ đây anh chị ha, xung quanh luôn, rồi đến cái hàng, đến mấy cái cây dừa đó, đi đến đây theo cái mép nhà đến mấy cái cây dừa giáp vào trong cái biệt thự vườn này nè, là cái mảnh đất nói chung là đẹp anh chị, thoáng đẹp, bằng phẳng sạch sẽ. Rồi Hiệp sẽ chia sẻ diện tích của cái miếng đất này. Cái miếng đất này là hơn một sào rưỡi, tức là hơn 1.500 mét. Thường thì Hiệp nói nó không có ít khi nói cái con số nó chi tiết lắm, đôi khi nó hay bị dễ bị nhầm, một ngày nó nhiều lắm anh chị ạ, cho nên là anh chị thông cảm giúp. Cái thứ hai nữa là hơn 1.500 mét nó có 300 mét thổ cư luôn, cho nên là mình xây dựng nhà vườn biệt thự gì rất là thoải mái. Cái nữa là cái khu này nó ổn định lắm nha anh chị, ổn định về mặt quy hoạch mọi thứ. Và cái miếng đất này thì sổ sách giấy tờ đầy đủ hết. Một số anh chị mới xem kênh á thì chưa có biết, nhưng mà Hiệp xin nhắc lại một xíu, đó là khi mà Hiệp bán á, thì phải có sổ nha. Khi Hiệp bán đất thì phải có sổ, không có sổ thì Hiệp không bán đâu. Hoặc là sổ mà nó bị vướng cái gì đó mà Hiệp phát hiện ra thì Hiệp cũng dừng không có bán. Còn đến thời điểm này thì chưa bị bất cứ một cái trường hợp nào xảy ra đến thời điểm này anh chị, vì khá là kỹ. Bây giờ Hiệp đi sâu hơn nữa cho anh chị nhìn thấy là đi sâu vô nó có gì. Cái chỗ này mà cán bê tông vô có một đoạn tầm cỡ 100 mét đến cái ngõ cua này ngon à. Rồi đối diện với mảnh đất của mình là cái khu nhà thực nghiệm, còn đây là cái bờ kênh. Cái bờ kênh này gọi là cái mương, đường kênh hoặc là kênh thoát lũ cũng đều là nó hết. Ngày xưa cái bờ kênh này để điều tiết nước cho bà con làm nông nghiệp, thì bây giờ vẫn còn một ít bà con làm nông nghiệp. Còn hầu hết là cái khu vực này giờ giá trị nó lên cao á, thì bà con không làm nữa. Hiệp xin chia sẻ luôn cái giá của cái miếng đất này nhé. Cái giá miếng đất này là 3.400.000.000 buông sổ. Buông sổ tức là người chủ họ nhận đủ về cái nhiêu đó thôi, rồi còn các cái loại thuế phí khác, ví dụ thuế thu nhập, thuế trước bạ và phí, vài cái phí lặt vặt là họ không chịu. Thì một số anh chị nói sao vô lý như vậy, người bán có thuế thu nhập mà sao mà họ bắt mình đóng. Thì cái này xét về mặt luật pháp thì có vẻ nó hơi vô lý, nhưng mà xét về mặt thực tế thì người ta đã cân đối rồi. Tức là người ta thay vì ví dụ như là đóng cái miếng đất đó là 50 triệu đi,
thì họ bớt hẳn cho mình luôn là 70-80 hàng trăm triệu gì đó, họ bớt lố luôn cho mình rồi, và cái giá đất nên nó đã rẻ rồi, cho nên là họ không có chịu cái khoản thuế phí đó nữa, tức là nó đã discount, đã trừ thẳng vào trong cái giá đất khi mà họ bán luôn nha anh chị. Chứ còn nếu mà bán bằng đúng giá thị trường còn không chịu thuế phí nữa thì cuối cùng là nó bị cao. Còn một số trường hợp thì bán giá thấp hơn giá thị trường á, rồi họ không chịu thuế phí nữa, thì nó nhiều người họ không có rành về những cái chuyện thuế phí các kiểu, nhưng họ muốn nó gọn cho người ta, thì đó là cái cách làm. Theo quy định thì là cái thuế thu nhập là người phát sinh thu nhập sẽ đóng, nhưng mà ở thực tế thì là theo thỏa thuận nha anh chị. Rồi cái đoạn đường này nó hơi gồ ghề một xíu, nhưng mà đi có chút xíu thôi là gặp đường bê tông rồi, và anh chị có thể đi thẳng cái đường này ra đường lại đường Đặng Văn Lãnh. Còn đi cái ngõ ngược lại thì đi ra đường Ngô Đức Tốn nha. Tức là cái đoạn này đi ra Đặng Văn Lãnh tầm cỡ 200 mét nữa thôi anh chị. Hoặc đi thẳng lên tầm cỡ 6-70 mét, rẽ phải cũng ra Đức Tốn lại. Tức là cái ngõ này nó thông đi các đường, đi ra các cái đường trục chính, đi thông hết. Chỗ này là nhà dân khang trang nè anh chị nè, người dân ở nè, đó. Điện, nước, cáp, mọi thứ thấy nó, mọi thứ nó rõ ràng ổn định đây nè anh chị. Đẹp. Nhà dân ở khang trang. Rồi cái nhà vườn này khá là thơ mộng, khá là đẹp, thoáng. Và nó thụt vô nè anh chị nè. Nhìn thấy cái sân nó thụt vô nó đẹp không? Nó rất là rộng, trước nhà mình rộng mà thoáng cực kỳ. Mà cái miếng đất ở bên kia, cái độ thụt vô nó còn lớn hơn cái miếng này nữa nè anh chị. Thì quay cái miếng này cho anh chị làm mẫu vậy thôi, chứ còn đó là mới nãy mình nhìn thấy ở phía sau cái nhà vườn này, còn bây giờ là phía trước mặt cái nhà vườn. Nhà vườn này thì diện tích nhỏ hơn bên kia nhiều lắm nha. Nhỏ hơn bên kia nhiều lắm. Còn đây nè, nó cái sân nó thoáng ghê không? Vậy ở bên kia nếu mà anh chị muốn làm xây nhà vườn á, thì anh chị cán hết cái phần phía trước, cán nền sơ sơ vậy nè. Nó đẹp, là nó sạch, mà nhìn nó rộng, rộng kinh khủng luôn. Rồi bây giờ Hiệp sẽ đi ra lại. Nhưng mà Hiệp không có đi ngò kia, sẽ bằng ngang cái chỗ này để cho anh chị hình dung nó dễ nữa. Rồi Hiệp xin nhắc lại là giá của cái mảnh đất này là 3 tỷ tư buông sổ nha anh chị. 3 tỷ tư buông sổ, mà một sào rưỡi, hơn một sào rưỡi có 300 mét thổ cư, mà chỉ có 3 tỷ tư, cách cái đường Ngô Đức Tốn chắc chưa đến 100 mét. Mới nãy Hiệp đi thực tế đó anh chị, không có cắt, không có làm gì hết trơn á, để cho anh chị thấy là nó rõ ràng. Rồi xin cho Hiệp thêm một xíu nữa về cái phần này, tức là hiện tại thì bên công ty Hiệp đang rất là khan hàng những cái mảnh đất tốt đó anh chị, tốt về pháp lý, tốt về vị trí và tốt về giá, thì đang rất là thiếu rất là nhiều. Vậy anh chị nào có bất động sản mà muốn bán, bất động sản tốt đó anh chị mà muốn bán, muốn một đơn vị bán cho anh chị nó minh bạch, rõ ràng, chính trực và nhanh gọn anh chị, hỗ trợ cho anh chị trước, trong và sau khi bán rất là nhiều, thì vui lòng liên hệ với Hiệp nhé. Số 0987 487 555, hoặc là số hotline là 0908 673 888. Thực ra là anh chị đủ các nhu cầu hết, anh chị mua, rồi một số anh chị nhờ tư vấn pháp lý, rồi rất là nhiều cái nhu cầu khác nhau các anh chị. Nên anh chị gọi liên tục, nhưng nhiều lúc Hiệp không có bắt máy kịp anh chị, không có bắt máy kịp. Cho nên là nếu anh chị gọi mà bị máy bận thì anh chị có thể nhắn tin hoặc là làm ơn, vui lòng gọi lại tiếp tục. Cái thứ hai nữa là nhiều lúc anh chị gọi Hiệp bắt máy xong á, rồi Hiệp mà nói là để gửi cho anh chị cái thông tin gì đó, xong lại tiếp tục chưa kịp gửi, thì đang lái xe chẳng hạn mà chưa kịp gửi thì có cuộc gọi tới rồi đến cái điểm để mình làm, mình quay video, mình gặp khách hàng, hoặc là rất là nhiều thứ này nó cuốn đi, rồi riết dễ bị quên anh chị. Việc nó nhiều quá, thật ra nói là việc nó nhiều quá. Bây giờ mà giao lại cho các bạn khác thì các bạn chưa có đủ điều kiện để Hiệp giao, đặc biệt là cái phần mà kiểm tra này nọ các kiểu á, phần đó phải chi tiết anh chị. Nếu mình làm mà nó hời hợt á thì cuối cùng khách hàng là người bị chịu thiệt, và Hiệp không muốn cái điều đó xảy ra. Cho nên là bây giờ là phải làm trực tiếp khá là nhiều. Thì ưu điểm là có rồi anh chị, nó sẽ kỹ lưỡng, nó chu đáo hơn, khách hàng an tâm hơn. Nhưng mà tuy nhiên cái khuyết điểm lớn của nó là bị quá tải anh chị.
thực ra mà nói là Hiệp bị quá tải, cực kỳ quá tải luôn anh chị. Và khoảng thời gian gần đây á, anh chị quan tâm đến bất động sản Phan Thiết nó khá là nhiều. Và để hỗ trợ các anh chị một cách chu đáo và chi tiết, nó nhiều thứ lắm anh chị, rất rất nhiều thứ, các cái hạng mục không thể kể ra nổi luôn á. Thì đôi lúc nó bị phục vụ chưa thực sự chu đáo lắm, thì cũng mong là anh chị thông cảm, bởi vì cái nhu cầu anh chị nó cũng nhiều, mà cái đội ngũ nhân viên mà đi sâu đi sát mà đủ cái kinh nghiệm để trả lời hết tất cả các câu hỏi của anh chị thì nó không dễ một xíu nào anh chị, không dễ một xíu nào, tại vì nó quá rộng đi. Anh chị hỏi về dân cư, hỏi về kinh tế, hỏi về chiến lược, rồi làm sao gia tăng giá trị, rồi hỏi về pháp lý, gắn cái bản đồ quy hoạch lên trên Google Maps, thì tất cả cái phần mà kỹ thuật chuyên sâu như vậy nó rất là khó mà tốn thời gian anh chị, khó mà tốn thời gian lắm, cho nên là nó nhiều khâu cực kỳ. Và khi anh chị, một số anh chị đã giao dịch với Hiệp rồi đó, sẽ thấy là vì cái quá trình đó Hiệp chuẩn bị cho anh chị chu đáo, chi tiết, kỹ lưỡng, nó rất là rõ, nó vừa an toàn, nhưng mà để làm được, hoàn thành tất cả các điều đó nó sẽ tốn thời gian và công sức, thậm chí cả tiền bạc anh chị. Và Hiệp không có tiếc những cái điều đó, Hiệp không có tiếc tất cả điều đó với anh chị, mà chỉ chia sẻ để anh chị thông cảm là để làm những cái điều đó nó cũng phải cần thời gian, cho anh chị thông cảm nhé. Rồi cái quá trình Hiệp làm thì đôi khi Hiệp chia sẻ thêm để cho anh chị hiểu về con người, hiểu về cái cách làm, hiểu về những thứ nó đang diễn ra ở đây và cái bối cảnh nó là như vậy. Còn anh chị nào là xem những cái đoạn này thấy nó không cần thiết thì anh chị có thể tua đi nha, có thể tua đi. Thì mục tiêu của anh chị chỉ cần biết diện tích, giá và vị trí thì nó Hiệp cũng đã cung cấp rồi. Rồi hôm nay hơi gió, ở cái khoảng thời gian này thì thời tiết nó hơi gió. Hiệp chia sẻ đặc trưng ở cái vùng biển là thường ở Bình Thuận á anh chị, là từ Tết cho đến tháng 3 âm lịch là sẽ hơi gió một xíu, nhưng từ tháng 3 đến tháng 6 á, thì gió nó sẽ êm, và thậm sóng biển nó cũng vậy anh chị, nó cũng sẽ êm theo. Cho nên là nếu anh chị muốn đi đảo Phú Quý để chơi mà nó ít gió thì lựa tháng 3 đến tháng 6 để mình đi, là đó là cái thời điểm nó hợp lý nhất. Thời điểm hợp lý nhất. Vì sao mà Hiệp hay chia sẻ thêm những cái thông tin ở ngoài lề để cho trong các video của Hiệp á, Hiệp không phải chỉ để bán đất, đương nhiên bán đất là cái việc chính rồi anh chị, nhưng mà ngoài ra thì Hiệp chia sẻ thêm về nhiều cái thông tin về cái văn hóa, về cái cách thức để cho anh chị nắm được là cái khu vực này nó có những cái đặc trưng như vậy, để khi mà mình quyết định mình đầu tư, mình chạm đến một cái vị trí nào đó rồi thì mình cũng sẽ ít nhiều gì mình có cái thông tin, mình cũng hiểu về khu vực đó thì nó sẽ tốt hơn. Chứ vậy thôi anh chị, chứ không phải là cứ lan man để tốn thời gian của nhau. Trong bối cảnh một cái video nó ngắn thì đôi khi cũng không chia sẻ hết tất cả những cái thông tin, nhưng mà những cái thứ mà Hiệp chia sẻ cho anh chị thì đó là những thông tin cơ bản nhất, nó chính xác nhất có thể. Và anh chị cần thêm những cái thông tin nào thì hãy liên lạc để Hiệp được hỗ trợ chia sẻ những cái thông tin anh chị cần nha. Rồi một lần nữa, mà anh chị nào mà có đất mà cần bán thì nhớ liên lạc với Hiệp nhé. Công ty sẽ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các anh chị ở mức độ tốt nhất có thể. Rồi, Hiệp sẽ tạm dừng video này ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem. Anh chị nào đang xem thì nhớ cho Hiệp một cái nút đăng ký để ủng hộ nha. Và nhớ bấm luôn nút chuông để khi mà Hiệp có video, anh chị sẽ được nhận cái thông báo từ video sớm nhất, nhanh nhất, cập nhật nhanh gọn nha anh chị nhé. Rồi, Hiệp cảm ơn. Bye bye anh chị. Chúc anh chị một ngày tốt lành và hiệu quả. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.